Chào các bạn. Bài giảng của mình hôm nay sẽ giúp các bạn giải quyết một cái dạng trong IELTS Writing Task 1, đó là dạng bar chart. Đề bài như sau. The bar chart below gives information about the number of students studying computer science at UK University between 2010 and 2012. Được chưa? Và đây là cái biểu đồ. Các bạn thấy thông tin được cung cấp trong biểu đồ gồm có Home International Students, là sinh viên bản xứ và sinh viên quốc tế vào năm 2010 đến 2012. Có cho nam và cho nữ. Và cho sinh viên người bản xứ thì là cột màu xanh, những cột màu xanh, và sinh viên người nước ngoài là những cột màu đỏ. Và từ năm 2010 đến 2012. Và đây là số lượng sinh viên từ 0 đến 50. Được chưa? Rất rõ ràng. Trước khi làm thì chúng ta phải phân tích biểu đồ xem nó là có những thông tin gì. Thì mình xin được viết ra đó là dạng bar chart. Thì có 3 năm là 2010, 2011, 2012 như mình vừa nói. Có hai giới tính là nam và nữ, có hai cột xanh và đỏ. Cột xanh tương ứng với British Home Students, là những sinh viên người Anh. Và cột đỏ là cho những sinh viên quốc tế. Các bạn để ý đó là cái cột nằm ngang, tức là cột OX, thì là có 5 năm 2010, 2011 và 2012. Thì chúng ta sẽ có thể viết ở trong overview cái xu thế, cái trend. Có thể là xu thế tăng và có thể là xu thế giảm. Thì thế nào là xu thế tăng và thế nào là xu thế giảm? Thì nếu mà điểm đầu thấp hơn điểm cuối thì nó là xu thế tăng, và ngược lại thì sẽ là xu thế giảm. Và ở đây các bạn có thể tua lại, đó là xu thế tăng, ok, vì điểm đầu là thấp hơn điểm cuối. Cấu trúc một bài viết cho dạng task 1 này như thế nào? Thì cấu trúc phổ biến đó là có introduction, overview và specific detail number 1 và specific detail number 2. Thì ở phần introduction thì các bạn sử dụng cái đề bài và cái những thông tin cho trong cái biểu đồ giới thiệu lại đề bài. Trong overview thì các bạn giới thiệu những điểm chung nhất, chỉ ra những điểm chung nhất, xu hướng tăng hay là giảm, điểm nổi bật, và các bạn không nên nói detail ở đây nhé. Còn hai cái body cuối cùng thì các bạn thoải mái nói về detail, ok. Phần introduction. Mở bài các bạn sẽ dựa vào đâu và viết như thế nào? Ở mở bài thì các bạn sẽ giới thiệu lại xem mà các biểu đồ nói về cái gì. Và nhất thiết là không bê nguyên 100% số từ trong đề bài vào introduction, mà phải paraphrase lại các cái keywords. Có một số keywords thì chúng ta không thể paraphrase được, nhưng mà thường thì các bạn nên paraphrase nếu mà có thể. Được chưa? Và introduction sẽ viết như thế nào? Để mà viết được introduction thì các bạn phải có kỹ năng paraphrase lại từ khóa. Ví dụ như là ở bài này, đề bài đó là như thế này, thì mình đã tô đậm những cái keywords mà các bạn có thể paraphrase, có thể paraphrase và cũng có thể không paraphrase được một số từ. Mình sẽ chỉ ra ngay sau đây. Đây là keywords nằm trong cái đề bài, và những keywords nằm trong cái graph đó là home và international students, và male and female. Được chưa? Vì vậy mở bài mình sẽ viết như sau. The bar chart illustrates the number of male and female students who are either home students or international students studying computer science at the UK university over 3 years from 2010 to 2012. Được chưa? Các bạn để ý thấy là từ bar chart mình giữ nguyên, động từ của nó là gives, thì mình thay thế bằng illustrates. The number of students studying computer science at UK university, thì mình paraphrase lại là the number of male and female, mình sử dụng lấy từ cái graph, keywords từ graph, who are either home students, home cũng lấy từ graph, right? International students mình cũng lấy từ graph, được chưa? Computer science và UK thì mình lấy từ đề bài. Và over 3 years from
2010 to 2012 thì mình lấy từ đề bài và mình paraphrase lại theo một cách khác. Bonus cho các bạn. Làm thế nào để paraphrase theo một cách khác cách này? Thì đây. Các bạn có thể paraphrase như sau. Between 2010 and 2020, tức là 10 năm, đúng không ạ? Đây một ví dụ khác cũng không liên quan đến bài kia nhé. Over 10 year period, tại vì 10 năm đúng không ạ? From và to, hoặc là over a decade, tức là một thập kỷ, a decade. Hoặc là over a period of 10 years, được chưa? Các bạn lưu ý cho mình là cái từ years này thì có s và cái từ year này thì là không có s. Không có s nhé. Vâng, ok. Phần overview, overview như mình đã nói lúc trước đó là chỗ mà các bạn nói ra những cái điểm chung nhất, cái xu hướng tăng hay là giảm, cái điểm cao nhất, điểm thấp nhất chẳng hạn, nói chung là những điểm nổi bật và không nói detail ở cái overview này. Ở đây mình có thể nói xu thế, tại vì nó có năm ở đây. Xu thế ở đây thì là xu thế tăng, upward trend in the number of total students, được chưa? Các bạn nhìn thấy là tổng số sinh viên cả nam nữ, cả bản xứ lẫn quốc tế là tăng dần theo từng năm, đúng không ạ? Tổng số thì là xu thế tăng. Các bạn có thể nói tiếp về tương quan giữa hai nhóm. Number of international students thì nhỏ hơn là number of home students, giảm nhỏ hơn khá nhiều thì nó có cái trạng từ significantly. Các bạn nhìn thấy là cái cột màu xanh thì nó luôn cao hơn cột màu đỏ, vì vậy là có nghĩa là sinh viên nước Anh thì nhiều hơn sinh viên quốc tế học tại cái trường đại học đó và ngành computer science, được chưa? Cái phần tiếp theo mà bạn có thể nói ở overview đó là xu thế của nhóm sinh viên quốc tế, được chưa? Các bạn nhìn thấy là sinh viên quốc tế là cột màu đỏ, đúng không ạ? Cột màu đỏ tăng dần theo từng năm, năm 2010 đến 2011 và 2012 của cả nam và nữ đều tăng, được chưa? Vì vậy overview của mình sẽ viết như sau. Overall, there is an upward trend in the number of students at the university, although the number of international students was significantly smaller compared to the number of home students. There was clear growth in the former group from 2010 to 2012. Yeah. Tiếp theo đó là specific detail number one. Mình sẽ nói về chi tiết. Thì ở cái phần specific detail number one này thì các bạn sẽ nói gì? Các bạn sẽ bắt đầu vào cái năm 2010, được chưa? 2010 của cho men và women. Ok. Thì các bạn và cho sinh viên bản xứ và sinh viên quốc tế. 2010 đến 2011 thì có những điểm gì nổi bật mà các bạn cần nói ở specific detail number one? Đó là cái thằng men nhưng mà lại là sinh viên bản xứ thì nó giảm. Còn thằng women sinh viên bản xứ thì sao? Là tăng. Một câu, ok. Cái xu thế thứ hai mà các bạn cũng có thể nói đó là cái thằng sinh viên quốc tế international students từ 2010 nó tăng, đúng không ạ? Tăng 2011 tăng đến 2012 tăng. Vì vậy nó sẽ tăng. Ok. Đây là xu thế thứ nhất và đây là xu thế thứ hai. Nói như thế nào để mô tả lại cái mà mình vừa mới miêu tả? Đây. The year
2011 saw the most dramatic developments. The number of male home students fell from just below 40 to around 24, and the number of females rose from about 32 to roughly 44. There was also significant growth in the number of male students from overseas, climbing from around 20 in 2010 to approximately 39 in 2012. Okay. Mình vừa mới tua qua một cái slide, đó là slide bonus cho các bạn. Làm thế nào để viết một cái sentence dài hơn? Bình thường thì các bạn hay viết đó là the number of international students increased. Đây là ví dụ không liên quan gì đến cái bài này nhé. Thì có chủ ngữ và có động từ. Tức là tổng số sinh viên quốc tế thì là tăng. Làm sao để viết câu này dài hơn? Thì các bạn là tăng từ đâu đến đâu? From to. Tăng nhanh hay chậm? Từ năm nào đến năm nào? Có chính xác là các số kia không? Được chưa? Và đây là mình dùng động từ increased. Và viết lại mà dùng danh từ thì sao? Đây là một phần tóm tắt lại cái câu này. A rise, đúng không ạ? Từ 5 đến 15 là 10.000. Và từ 2005 đến 2015 đó là 10 năm. Các bạn chọn thêm S cho mình vào đây nhé. Vì vậy, khi mà viết lại mà sử dụng danh từ thì chúng ta sẽ có là an dramatic increase. Được chưa? Các cái khác thì vẫn giữ nguyên. Vậy các bạn đã hiểu được cách viết một cái câu dài hơn chưa? Ok. Quay lại tiếp bonus thứ hai cho các bạn, đó là làm thế nào để viết cái câu theo một cách khác. Cái câu này chẳng hạn. Ok. There was also significant growth in the number of male students from overseas, climbing from around 20 in 2010 to approximately 39 in 2012. Các bạn có thể viết là there was also significant growth in number of male students from overseas from around 20 to approximately 39 between 2010 and 2012. An increase, a rise of 19 students in 2 years. Mình cũng sử dụng cái cách phát triển một câu giống như là cái mà mình vừa mới miêu tả cho các bạn. Cái viết thứ hai tiếp theo. Đây mình dùng động từ. Ok. Cái viết tiếp theo nữa. Đó là mình dùng từ doubled. Các bạn có thể pause lại và xem kỹ. Ok. Specific detail number 2. Thì tiếp tục, vừa nãy là mình 2010 đến 2011, bây giờ 2011 đến 2012 thì sẽ như thế nào? Thì có thằng, các bạn nhìn thấy là thằng sinh viên nước Anh này, bản xứ nam thì nó tăng, đúng không ạ? Và nữ thì nó cũng tăng, nhưng mà tăng rất là ít. Còn thằng sinh viên quốc tế nam thì cũng tăng và nữ thì tăng chậm hơn, tăng ít hơn. Ok, các bạn để ý là đây và đây, hai cái mũi tên này dốc hơn, đúng không ạ? Cái góc alpha là góc này, đúng không ạ? Nó lớn hơn cái góc alpha này, đúng chưa? Cái này gần như là ngang bằng, còn cái này khá là góc alpha khá là lớn. Vì vậy góc càng lớn thì cái độ dốc nó càng lớn, đúng không ạ? Độ dốc càng lớn nghĩa là nó tăng càng nhanh, tăng càng nhanh. Ok, còn cái này tăng chậm hơn. Cái tiếp theo mà các bạn có thể nói đó là cái thằng
sinh viên nước Anh, nhưng mà là nam thì thấp hơn là nữ vào hai năm 2011 và 2012. Thế nhỉ, 2012 thì thấp hơn. Đây, các bạn thấy là nó thấp hơn ha, đúng không ạ? Viết thế nào thì các bạn viết như sau: In 2012, while the figures for home and international students who are men increased dramatically from 24 and 23 to 43 and 39 respectively, those of their female counterparts rose slightly from 44 and 18 to 50 to 20 and 20 respectively. Và để ý là mình dùng từ respectively để chỉ sự lần lượt, đúng không ạ? 44 và 50 là cho cái thứ nhất được nhắc tới, và 18 và 20 là cho cái thứ hai được nhắc tới. Và từ counterparts thì các bạn cái cách dùng từ này đó là mình đỡ phải nhắc lại cái cụm cụm này. Bây giờ home and international students. Đây là một số slide ngôn ngữ miêu tả mà các bạn có thể tham khảo. Ok, bài giảng của mình đến đây là hết. Hy vọng là bài giảng này sẽ có ích cho các bạn. Bye bye.